Sơn Tùng MTP đứng hình vì bị fan girl tố giữa sân khấu. Sau khi nghe lời nhắn từ một fan nữ này, Sơn Tùng MTP đã đứng hình vài giây và ngượng đỏ mặt. Chiều ngày 11 tháng 9, Sơn Tùng MTP cùng ekip đã tiếp tục mang tour mừng sinh nhật đến chung vui cùng cộng đồng CK tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng hàng trăm fan tại Vinh vẫn có mặt để chờ đón thần tượng từ rất sớm. Giống như những lần trước, Sơn Tùng MTP xuất hiện cực bảnh và hoành tráng trong tiếng hò reo cổ vũ của đại gia đình CK ở Vinh. Các fan ở thành phố Vinh máu lửa, không kém ở các tỉnh thành khác mà Sơn Tùng MTP đã đi qua trong tour mừng sinh nhật của mình. Sơn Tùng MTP mở màn buổi họp fan tại Vinh bằng ca khúc hit đình đám Cơn Mưa Ngang Qua. Và vẫn như mọi khi, một trong những phần được người hâm mộ mong chờ nhất chính là thành thật của CK. Ở thử thách này, nam ca sĩ sẽ phải đối mặt với 5 câu hỏi bá đạo trên từng hộp gạo mà gia đình CK dành cho mình. Tuy nhiên, với sự thông minh và nhạy bén, giọng ca âm thầm bên em tự tin đối đáp một cách dễ dàng, khiến fan vô cùng hài lòng. Câu hỏi đầu tiên mà CK ở Vinh dành cho Sơn Tùng là: công khai người ấy đi Tùng, anh có nhớ nụ hôn gió qua cửa kính không? Nam ca sĩ nhanh chóng đối đáp bằng một đoạn ngắn, giai điệu nằm trong ca khúc Người Ấy của Trịnh Thanh Bình. Ở câu hỏi tiếp theo, các CK lại tò mò ngỏ ý, muốn biết chừng nào thần tượng lập gia đình. Sơn Tùng MTP nhấn mạnh, khi nào duyên số đến thì lúc đó Tùng sẽ quyết định lập gia đình. Tình yêu không thể nói trước, và như Tùng đã chia sẻ, thì thời điểm này, Tùng chỉ muốn dành hết thời gian tình cảm cho âm nhạc để sáng tác thật nhiều ca khúc hay gửi tới mọi người. Còn yêu đương tính sau, ai đến sẽ đến. Ít phút sau, Sơn Tùng MTP bỗng đứng hình khi nghe được lời tin nhắn một fan nữ dành cho mình: anh Tùng ơi, anh nợ em một cuộc tình. Sau vài giây đơ người đỏ mặt, giọng ca chúng ta không thuộc về nhau gỡ rối. Đúng, Tùng nợ tất cả các bạn có mặt tại đây một tình cảm to lớn. Bản thân Tùng thấy mình vô cùng may mắn khi những người đang ngồi dưới kia chẳng là máu mủ của mình. Tuy nhiên, các bạn các CK vẫn luôn hướng tới trái tim ủng hộ Sơn Tùng MTP. Trong buổi giao lưu lần này, có rất nhiều fan may mắn được MC mời lên sân khấu để selfie cùng Sơn Tùng MTP. Đáng nhớ, một fan nữ có nickname Chang Sura khiến nam ca sĩ ngượng chín mặt bởi chiều cao khủng. Một khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong buổi họp fan lần này, đó chính là giây phút Sơn Tùng MTP ôm chầm một CK đang nức nở. Dường như không thể giấu nổi niềm vui sướng, cô bé đã bật khóc. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi gặp được thần tượng, khi biết được cô bé sắp tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Sơn Tùng MTP nhanh chóng dành cho người ấy lời chúc tốt đẹp nhất. Và không quên, thi xong nhắn tin anh liền nhé. Phần cuối của buổi họp fan tại Vinh đã gặp trục trặc về âm thanh, nhưng không vì thế mà độ hot và không khí tại đây bị giảm xuống. Toàn bộ CK ồ xuống trung tâm và tiến sát sân khấu để quẩy banh nóc cùng thần tượng. Nam ca sĩ vô cùng xúc động bởi tình cảm mà các CK dành cho mình, anh liên tục cúi đầu cảm ơn các mọi người. Chàng trai Thái Bình mong muốn sẽ có nhiều buổi giao lưu giống như thế này để anh và các CK có cơ hội gắn bó gần nhau hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!